Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay Thứ bảy ngày 30 tháng 3 năm 2024 Với giải đặc biệt anh đầu đã giả về cho chúng ta làm số đó chính là 6, 2, 1, 3, 5 Với tâm càng chạm 1, đầu chạm 3, đuôi chạm 5 Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Đã chiến thắng con 3 càng đề 1, 3, 5 và con đề 3, 5 Và tiếp theo đó chính là ở trên đường cầu kính Zalo lô Thì ngày hôm nay tôi có chốt cho anh chị em chúng ta chơi Đó chính là con bạch thủ lô 41 Để chơi cho ngày 30 tháng 3 năm 2024 Như vậy là con lô tô 41 Thì ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta hai nháy lô tô Nháy đầu tiên nằm ở giải nhất mở bát Chúng ta đã có chiến thắng rồi phải không ạ Ngày thứ hai làm ở giải 3.3 xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Và tiếp theo tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con đề đặc biệt 30 năm. Thì với giải đặc biệt của ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là con đề 30 năm xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Cũng như là ở được cầu kín Zalo thì ở trên được cầu Telegram thì ngày hôm nay rất là nhiều anh chị em chúng ta đã ăn hai nháy nô tô 41 và ăn con đề đặc biệt 30 năm rồi phải không ạ? Bạn Nhật Vượng có bảo với tôi rằng lay chắc không anh để em vào mạnh tay và tôi có bảo với bạn em theo anh đã thua ngày nào đâu cứ tự tin mạnh tay mà kiếm phải không ạ bạn bảo với tôi rằng vâng vậy em vào một nghìn điểm xin chúc mừng bạn và tất cả anh chị em và tiếp theo ở đây thì có bạn đó chính là bạn đức anh thì bạn có bảo với tôi rằng anh chốt con nào em thấy đẹp 35 lay liệu lổ không anh và tôi có bảo với bạn hội đồng báo về 30 năm đấy em và bạn có bảo lại với tôi rằng vâng vậy em vào 300 điểm 41 với 2 triệu đề 30 năm thì ngày hôm nay bạn làm gần 200 triệu rồi phải không ạ quá là tương bừng quá là rực rỡ và tiếp theo đó chính là ở à, trên đường cầu video thì ở trong nhóm hội đồng ngày hôm nay tôi có báo với anh em đó chính là hôm nay số lộ 33 phải không ạ Xin chúc mừng với tất cả anh chị em còn anh chị em nào mà thích chơi số lộ thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để nhận được những các con số lộ từ hội đồng báo về anh chị em nhá. Và tiếp theo đó chính là kênh của tôi, kênh Minh Phúc chín anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký kênh còn đã đăng ký kênh rồi thì bấm vào quả chuông và chọn vào dòng tất cả để đảm bảo quyền lợi của anh chị em đang xem và những người đang đăng ký kênh ở đây khi mà tôi đưa ra những video để phân tích về những các được cầu thì anh chị em chúng ta sẽ là người đầu tiên được đó nhận video đó và bây giờ tôi sẽ đi vào phân tích ở trên được cầu video này tôi sẽ lấy từ thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2024 con số đầu tiên tôi lấy đến ở đây đó chính là con số hàng chục nghìn 5 ở à giải 2.1 chúng ta được đó chính là con số 5. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị. 5 ở à giải 2.2 chúng ta được đó chính là con số 0. Và cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng trăm. À 5 ở giải 3.5 chúng ta được đó chính là con số 9. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu đỏ phé ngoại Đường cầu số 1. Và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào cả đường cầu thứ hai, đường cầu màu xanh. Ở à, đường cầu màu xanh tôi sẽ lấy đến đó đó chính là con số 100 nằm ở giải 3.2 chúng ta được đó chính là con số 4. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số trăm nằm ở giải 5.1 chúng ta được đó chính là con số 0. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số trăm nằm ở giải 5.3 chúng ta được đó chính là con số 5. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái được cầu đó chính là đường cầu màu xanh và tôi có đánh dấu ở đây đó chính là đường cầu số 2 phải không ạ? Cả hai được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi đi tìm đó chính là con bạch thủ lô để chơi cho ngày 29 tháng 3 năm 2024. Ở đây thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi cộng tổng của ấy được cầu số 1, được cầu màu đỏ. Tôi có 5 cộng với 0 cộng với 9 bằng 14, tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 4. Tiếp theo tôi có 4 cộng 0 cộng với 5 thì bằng 9 phải không ạ? Như vậy là bạch thủ lô 49 để chơi cho ngày 29 tháng 3. Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 29 tháng 3. Về con lô tô 49 thì anh Đồng đã giả về cho chúng tại đây đó chính là à cái giải 5.5 xin chúc mừng với tất cả chị em và để kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 30 tháng 3 năm 2024 thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi tìm đó chính là con bạch thủ lô bạch thủ lô ở đây tôi có không cộng với một cộng với bốn thì bằng năm tiếp theo tôi có sáu cộng chín cộng với cả hai thì bằng mười bảy tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số bảy như vậy là bạch thủ lô năm mươi bảy để chơi cho cái ngày đó chính là ngày ba mươi tháng ba và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày ba mươi tháng ba về con lô tô năm mươi bảy anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là à, giải 2 một và rực rỡ nữa đó chính là À, giải 6.2 anh đồng tiếp tục giả về cho chúng ta thêm một nháy nô tô 57 nữa và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai ngày 31 tháng 3 năm 2024 anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô tôi có 4 cộng 6 cộng với 8 bằng 18 tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 8 tiếp theo tôi có 2 cộng 3 cộng với 6 bằng 11 tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 1 như vậy là bạch thủ lô 81 để chơi cho ngày mai và xong thủ lô để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con 0110 anh chị em nhá. Như vậy là ở à, được cầu bạch thủ và song thủ, tôi đều đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào phân tích đó chính là ở à, được cầu lô tô rơi và được cầu lô tô kép. Đầu tiên đó chính là ở à, được cầu lô tô rơi phải không ạ? Với đường cầu lô tô rơi này thì tôi sẽ lấy ở đây đó chính là thống kê tần suất của những các con lô tô anh chị em nhá. Đầu tiên ở đây thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi, đó chính là con lô tô rơi 09. Con lô tô rơi 09 này thì anh chị em chúng ta có thể nhìn thấy ở à, những các đường cầu gần đây nhất anh Đồng đã giả về cho chúng ta rất là rực rỡ rồi phải không ạ? Đầu tiên thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta hai ngày tổng là ba nháy. Tiếp theo anh Đồng đã giả về cho chúng ta bốn ngày liên tiếp. Nên là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi tiếp theo anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô rơi nữa con lô tô rơi nữa mà tôi muốn nhắm vào để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai thì chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là cái con lô tô rơi 60 năm anh chị em nhá lô tô rơi 60 năm thì ở à, được cầu gần đây nhất anh đồng cũng đã giả về cho chúng ta hai ngày liên tiếp rồi tiếp theo đó chính là ở à, được cầu lô tô kép ở à, được cầu lô tô kép thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là cái con lô tô kép à con lô tô kép đẹp nhất để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai đó chính là con lô tô kép 50 năm. Con lô tô kép 50 năm này anh chị em chúng ta có thể nhìn thấy biên độ nó đang nghỉ 3 ngày. Sang đến ngày thứ 4 thì giả về cho chúng ta và hiện tại nghỉ 3 ngày rồi. Ngày mai là ngày thứ 4 thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là cái con lô tô kép 00. Con lô tô kép 00 để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Cuối cùng đó chính là à được cầu xuyên quay. Xin quay thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi không 09, 50 năm và 00. Như vậy là ở những các đường cầu về lô thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Anh chị em nào chung cầu kết số chúng ta cùng nhau chơi, không trung cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo. Còn anh chị em nào mà muốn được chơi to chơi lớn tỷ lệ chắc chắn thắng thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 và để tiếp theo tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở đường được cầu dàn đề với đường cầu Giàn đề này thì tôi sẽ lấy đó chính là từ ngày mùng 6 tháng 2 năm 2024 cho đến ngày 27 tháng 2 và ở đây thì tôi sẽ lấy đến hai con số nằm ở trong giải đặc biệt gồm con số nghìn và con số trăm phải không ạ như vậy là ở à, được cầu đầu tiên được cầu màu xanh này của chúng ta đã được hình thành rồi thì tiếp theo anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu thứ hai được cầu màu hồng tôi sẽ lấy từ ngày 28 tháng 2 cho đến cái ngày đó chính là ngày 20 tháng 3 và ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là ba con số cuối cùng nằm ở giải đặc biệt gồm con số hàng trăm, con số hàng chục và con số hàng đơn vị. Như vậy là ở à, cả hai được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng từ ngày đó chính là ngày mùng 10 tháng 3 năm 2024 cho đến cái ngày đó chính là ngày 31 tháng 3 và đây đầu tiên thì chúng ta sẽ đi kiểm chứng ở cái ngày mùng 10 tháng 3 ngày mùng 10 tháng 3 này thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày mùng 6 tháng 2 để đi ghép với cả ngày đó chính là ngày 28 tháng 2 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau đầu tiên ở đây thì tôi có đó chính là con đề 1661 phải không ạ Tiếp theo chúng ta có đó chính là con đề 1441, 1551. Ở đây chúng ta có đó chính là 2662 và chúng ta có 2442 và 2552. Như vậy là ở à, cái được cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mùng 10 tháng 3. Ngày mùng 10 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con đề 52. Con đề 52 nằm ở trong cái được cầu đó chính là được cầu dàn đề mà tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chờ ở đây Xin chúc mừng với tất cả chị em Và để kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 17 tháng 3 Tôi sẽ lấy từ ngày 13 tháng 2 để đi gắp với cả ngày mùng 6 tháng 3 Thì đầu tiên chúng ta có đó chính là con đề 99 44 và chúng ta có 9339 và con đề À, 4994 anh chị em nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó chính là 1991, 1331 và 1441. Như vậy là à, cái được cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 17 tháng 3. À, ngày 17 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con đề 99. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo, đó chính là ngày 24 tháng 3. Tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là cái ngày 20 tháng 2 để đi gặp với cả ngày 13 tháng 3 thì ở đây chúng ta có những các con đề để chơi như sau 77 và 22 7557 7337 tiếp theo chúng ta có đó chính là cái con đề 4774 4554 phải không ạ 4554 và chúng ta có 4334. Như vậy là ở à, cái được cầu dàn đề lay, tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 24 tháng 3. À, ngày 24 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con đề đặc biệt 74. Con đề đặc biệt 74 này thì nằm ở trong cái được cầu dàn đề mà tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi ở đây. Như vậy là chúng ta đã chiến thắng 3 ngày liên tiếp rồi và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai, ngày 31 tháng

đó chính là ngày 27 tháng 2 để đi ghép với cả ngày đó chính là ngày 20 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau. Đầu tiên chúng ta có 6116, tiếp theo chúng ta có 6446 và 6996 phải không ạ? Như vậy là à cái được cầu đầu tiên này của chúng ta đã được hình thành. Tiếp theo chúng ta có 2112, 2442 và 2992. Như vậy là à cái được cầu dàn đề tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai, ngày 31 tháng 3 anh chị em nào trụ cầu cái số thì chúng ta cùng nhau chơi không trục cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở à, mức độ tham khảo bởi vì trên đường cầu video tôi đưa ra tỷ lệ chiến thắng chỉ đạt từ 75 cho đến 85 mà thôi anh chị em nào mà muốn được chơi to chơi lớn tỷ lệ chắc chắn thắng thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để có được những các con lô tô lộ lô tô hàng mà tỷ lệ lỗ 100 cho anh chị em chúng ta chơi anh chị em nhá như vậy là chúng ta đến đây là kết thúc